Có gì lạ các bạn đó, cảnh khá là độc lạ nha, gặp được nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bay drone FPV nha, sẵn test cái cánh mới ra cho các bạn xem luôn nè. Đó, cánh này mình mua trên Shopee các bạn, giá tầm khoảng 70k một bộ. Nó có thể gấp gọn được nè, nó bay một số anh em đánh giá nước ngoài các bạn, rất là ngon nha. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ bay thử liền cho các bạn xem đi, rồi sau đó sẽ bay FPV và cảm nhận nó xem như thế nào nha các bạn. Ok, mình sẽ bay test cánh mới cho các bạn xem nè. Mình test con 5 inch nha các bạn. Đó, thì khi các bạn bay thì nhớ bung cánh ra như thế nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ khởi động nè. Đó, lên nha. Wow, cái cánh này thì cái âm thanh của nó không có lớn lắm các bạn, vừa đủ nghe. Còn nói về cái độ lực thì mình thấy nó cũng không có lực lắm các bạn, nó chỉ ok thôi chứ lực là không có lực các bạn, nó không có nhanh như những cái cánh như là hai lá chẳng hạn. Wow, nhưng mà mình cảm giác bay cái cánh này nó ít gây chú ý các bạn, âm thanh của nó nghe khá là nhỏ luôn. Cánh này thì biểu diễn tự do ok nha các bạn, nói về bạo lực thì nó không có bạo lực lắm, nói chung là cũng tạm chấp nhận được. Để mình thử nhào lộn 2-3 phát coi. Đó, cũng ok các bạn. Ngon lành nha. Thì ưu điểm của cánh này nó rất là gọn các bạn, khi các bạn bỏ vô ba lô này kia đó nó rất là gọn luôn. Đó. Nhược điểm của nó thì mình chưa có biết như thế nào cho các bạn, thì mình mới bay lần đầu tiên à. Nhưng mà nghe nói một số anh em đâm vô cây này kia các kiểu nó cũng ok các bạn. Nó rất là hạn chế bị cong nha các bạn, nếu mà đập mạnh nó cùng lắm nó gãy rồi chứ nó không có cong đâu, tại vì cánh của nó gặp ra được mà. Wow, nếu mà bay tốc độ thì mình nghĩ nó cũng tốc độ các bạn, nhưng mà khi mà bay năng lên thì nó không có được mạnh lắm đâu. Nó mình đẩy nè, nó không có được mạnh lắm. Nếu mà mình gắn cánh hai lá gắn vô con này thì nó bay rất là bạo lực các bạn, nhưng mà ở con này thì mình nghĩ bay tự do bị diễn ok đó. Còn bay đua thì cánh này nó không phù hợp nữa các bạn. Wow, con lậu lên ra cái cho nó bơi quá. Lộn đủ kiểu đó các bạn. Thì chút xíu mình đeo FPV thì mình mới cảm nhận được nha các bạn, còn bình thường thì chỉ test như thế này để xem cánh nó như thế nào thôi. Nếu mà bay thấp á, thì nó vẫn tốc độ ngon lành, còn mà bay năng á, thì nó năng không có nhanh các bạn. Ok, thì đại khái là mình test như thế này thôi, mình cảm giác là cánh này nó bay tự do rất là ok các bạn. Đó, âm thanh của nó thì không lớn lắm, nói chung là ít gây chú ý, bay ok ngon lành. Biểu diễn này kia các kiểu thì quá là ok luôn. Đó, thì bây giờ sẽ đeo cái nét FPV test xem như thế nào nha. Ok, thì bây giờ sẽ bay FPV thử xem cái cánh này nó ngon như thế nào nha các bạn. Ok, đeo cánh nha. Đó, mình sẽ bay chế độ Astro nha các bạn. Đó, khởi động nè. Lên. Wow, lâu lâu bay lợi drone FPV thì nó hơi rung nha các bạn. Đó, nhưng mà nhìn chung cái cánh này nó bay rất là mượt các bạn ơi. Hồi nãy nhìn bình thường thì nó không có nhanh lắm, nhưng mà khi đeo cái FPV nó bay rất là nhanh các bạn. Đó, mình thử drone lộn một phát thì nó khá là nhạy luôn các bạn ơi. Wow, cảm giác thì nó rất là mượt các bạn.
Tuy là cái lực năng của nó không có bạo lực lắm đâu, nhưng mà khi nó bay tốc độ được dài thì mình thấy nó rất là nhanh nha các bạn. Wow. Quá phê các bạn ơi, lâu lâu bay lại rồi nó quay. Cảm giác nó rất là phê nha các bạn. Đó thì một số anh em nước ngoài đánh giá cánh này nó rất là phê các bạn, cho nên là mình cảm giác mình bay nó cũng ok như vậy luôn. Đúng như những gì anh em khác đánh giá các bạn. Nó rất là mượt nữa. Cái tiếng ồn của nó khi mà mình bay nghe thì nó nhỏ hơn những cánh bình thường nha các bạn. Cánh bình thường thì nghe nó rất là lớn. Nhưng mà cái cánh gặp này mình thấy cảm giác là âm thanh của nó rất là nhỏ. Ít gây chú ý hơn các bạn. Cảm giác khá là ok luôn. Wow, mở ron lộn phát nè. Nhìn chung cánh này bay cũng khá là ngon nha các bạn. Cảm giác nó rất là nhạy luôn. Lâu lâu bay lợ thì biểu diễn nó hơi tào lao nha các bạn, cho nên là các bạn chớ ném đá nha. Tại vì lâu dữ lắm mà mình mới bay lợ ron FPV. Ở hôm gài là tàn là quay review cho các bạn xem live cam với này kia các kiểu không à. Bình thường mình test đó các bạn thì mình cảm giác là nó không có nhanh lắm, nhưng mà khi mà đeo cái nếp FPV thì mình thấy nó khá là nhanh các bạn ơi. Ngon á. Đó, sẵn đây mình chia sẻ đến các bạn đó, khi các bạn tập bay thì nhớ chọn cái khu đồng trống như mình nữa các bạn. Đó, tập bay nó mới ok nha. Để thôi các bạn không quen mà chọn mấy cái khu đông người thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó, cứ khu đồng trống như này nè, các bạn cứ biểu diễn nhào lộn các kiểu đi. Đó, khi nào rành thì có thể bay những chỗ có người cũng được, nhưng mà hạn chế nha các bạn, tại vì nó rất là nguy hiểm. Những con năm minh như thế này mà cảm giác là chém một cái thì nó rất là nguy hiểm luôn các bạn. Ở trong này là cái hầm nướng nha các bạn, đang bay biểu diễn cho các bạn xem á, lỡ lọt xuống cái là ăn cám luôn á. Nhưng mà vì sự nghiệp ron FPV mình vẫn sẽ biểu diễn ở dưới hồ nước này cho các bạn xem luôn. Quá nhạy các bạn ơi, cảm giác quá phê luôn. Wow. Khá là nhanh nha các bạn. Tuy là lực năng nó yếu thiệt nhưng mà khi nó bay tốc độ đường dài cũng khá là bạo lực luôn. Hồi nãy mình chưa bay FPV cho nên là mình đánh giá nó hơi muộn các bạn. Nó hơi sớm lộn. Khi mà bay rồi thì cảm giác cánh này nó rất là đã. Nhào lộn này kia cái kiểu nó khá là nhạy luôn. Bạn thấy không? Vừa giật luôn một cái là rồi té. Đó, mới đạp xuống sình một phát nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó. Máy bay. Đó, đâm xuống sình nè. Rất là mạnh luôn các bạn, một phát rất là mạnh luôn. Nhưng mà các bạn thấy không? Cánh này nè. Đó, nó không có hời hắn luôn các bạn, tại vì nó gặp được các bạn khi mà nó gớt nó đập xuống đá này kia các kiểu hay là đập xuống đất này kia đó, tự động cắm nó cánh nó sẽ gom như thế này. Nó có khả năng gãy hay là cong của nó rất là ít các bạn. Nó nhìn chung các bạn thấy không nè, chỗ này nè, cánh vẫn đều. Đó, ngon lành nha các bạn. Hồi nãy tính bay test đâm vô cây cho các bạn xem, nhưng mà vô tình cái trình cừu bắp các bạn, đó, bay rớt. Bay rớt đập rất là mạnh các bạn, nhưng mà cánh vẫn không hề hắn gì. Thì bây giờ mình sẽ khởi động và bay test lên cái nữa cho các bạn xem nè. Lại các bạn thấy được cái cánh gặp này nó khá là ngon các bạn. Giá rẻ mà bay khá là ngon luôn. Nó không cần vệ sinh luôn nha. Đó, đãi bình thường nè. Khởi động nè. Đó, test lên tiếp nè. Đó, thấy không? Vẫn bay ngon lành tiếp bình thường. Wow. Đó, mình đang chỉnh chế độ anh rồi nên không có lộn được các bạn. Nè, vô hồ cái dành lộn lại nè. Thấy không? Đó. Mới rớt một phát đập rất là mạnh nhưng mà cánh vẫn không có hắn gì, vẫn bay ngon lành. Đó. Công nhận cánh này 70.000 xứng đáng thì các bạn. Hồi nãy đâm vô cái cây nó quá linh quýnh rồi các bạn ơi, cho nên là đập luôn. Đó, nhìn chung cánh này khá là ngon các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cũng như là
hướng dẫn các bạn ráp cánh này nha. Đó thì đây chính là cánh của nó nè các bạn. Đó thì mình đã gắn sẵn vô hai con năm minh rồi đó, nãy giờ bay cho các bạn xem rồi đó. Các bạn thấy không, nhìn bay nó rất là mượt nha các bạn. Nó tuy là nó không có bạo lực thiệt nhưng mà nó rất là mượt các bạn. Đó, các bạn thấy không, với lại nó gặp rồi nè, khi các bạn mà lỡ bay đâm vô cây này kia thì nó cũng đỡ tổn thất hơn nha các bạn. Thì cái cánh này nó có bốn màu các bạn, đó màu tím nè, đó màu đỏ nè, xanh đọt chuối cũng như là xanh dương nè các bạn thấy không. Đó thì cái cánh này nó rất là dễ gắn nha các bạn, để mình lấy ra thử một màu cho các bạn xem nè. Đó, nó sẽ như thế này. Đó các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ gắn thử một cái một bộ cho các bạn xem trừ thử nha, rồi các bạn sẽ làm tương tự. Đó thì trước tiên các bạn sẽ lấy hai cái móc như thế này. Đó các bạn thấy không? Và cánh lưu ý các bạn phải là nó cùng chiều với nhau như thế này nha. Đó các bạn thấy không? Ba cái đều là cùng chiều nè. Sau đó các bạn chỉ cần bỏ vào cái khung ở đây. Đó, bỏ nhẹ vô đây, cánh bên này cũng vậy. Bỏ vô đây. Đó, các bạn lưu ý là nó phải cùng chiều nha. Đó, nếu mà lộn một cái là tháo qua nó rất là khó nha các bạn. Tại vì cánh này khi mà bóp vô rồi nó rất là cứng các bạn, tháo rất là khó, cho nên là các bạn lưu ý nè, phải cùng chiều hết nè. Nó còn nếu mà cánh ở phía bên này á, cánh số 2 á, ở motor số 2 thì các bạn phải để cùng chiều như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nó đều là cùng chiều nha, lưu ý là phải gắn cùng chiều nha các bạn. Sau đó các bạn chỉ cần gài cái này lên nè. Nó có khớp sẵn ở trên nè các bạn thấy không? Nó bóp mạnh vô. Các bạn phải bóp thiệt chắc vô nha, khi nào mà nó nghe một cái rắc mà nó khích với nhau luôn á mới là ok nha các bạn. Đó các bạn thấy không, như thế này là ok nè các bạn. Để mình lấy nét cho các bạn dễ thấy nha. Đó, như thế này là ok. Đó chính là cái cánh màu tím nè. Đó thì các bạn có thể gắn đủ màu như mình. Đó các bạn thấy không, ở đây mình gắn đủ màu cho nó đẹp nè. Còn không thì các bạn cứ gắn một màu đó tùy theo các bạn thích. Rồi sau đó các bạn chỉ cần gắn vô motor và vặn ốc và bay thôi các bạn. Đó các bạn lưu ý nè phải không. Đó, nó cánh nó theo cùng chiều nè. Đó, bên này cũng vậy. Nó chiều quay như thế này, cánh số 1 nó quay như thế này thì ba cái cánh phải là cùng chiều như thế này. Các bạn thấy không? Thì khi các bạn bay á nhớ bung cái cánh ra nha. Để không thôi nói chung thì nếu các bạn để bình thường mà khởi động thì nó vẫn ok, nhưng mà nó hơi rung máy bay thôi. Tốt nhất các bạn bung lên như thế này nè. Sau đó các bạn khởi động thì máy bay nó mới mượt. Nó thì nhìn chung cái cánh này nó cũng khá là hot ở năm 2020 nha các bạn. Nó rất là nhiều anh em chơi drone FPV trên thế giới đang bay cánh này và cho đánh giá rất là tích cực các bạn. Rất là ngon luôn. Nó thì mấy cái màu kia nó cũng tương tự thôi các bạn. Thì một bộ như thế này á, tổng cộng có 4 cánh như thế này. Nào các bạn thấy không? 1 2 3 4, nó đều là ba lá như thế này. Đó, một bộ 4 cánh mình mua trên Shopee là tầm khoảng 70.000 các bạn. Mình mua 4 bộ này là 280, bay chừng nào chán nghỉ các bạn. Nào không? Mình gắn vô những con năm minh như thế này nè, các bạn thấy không? Đủ màu sắc rất là đẹp nha. Thì các bạn không thích màu mè thì chơi một màu thôi cũng được. Nó thì nhìn chung thì cánh này nè, các bạn thấy không, gặp gọn được, các bạn bỏ trong ba lô hay là chia trong bộ xe nó rất là gọn luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy thử một cái cho các bạn xem nè. Đó, ba lô nè các bạn thấy không, bình thường nếu mà cánh nó bung ra nhưng bình thường thì nó rất là bời bộn, bỏ vô ba lô không có vừa. Đó, nhưng mà khi các bạn sử dụng cánh này không cần phải tháo cánh cái luôn, cứ đãi bình thường như thế này, sau đó bỏ vô ba lô, các bạn thấy không, còn rộng thùng thình luôn nè. Đó, nếu các bạn tháo pin ra, nếu các bạn tháo pin ra và gắn gọn lại, bỏ luôn cái này các bạn, thì vẫn có thể để hai con watt, hai con drone FPV vào chung một cái ba lô như này luôn. Các bạn thấy không? Đó, sau đó các bạn chỉ cần để kính FPV ở ngoài này. Đó, thì ở đây mình ví dụ cho các bạn là cái độ gọn của nó thôi nha các bạn. Nhưng mà bình thường các bạn chỉ để được một con drone FPV như thế này thôi, cũng như là với tay điều khiển và kính FPV với pin này kia thôi. Còn cái con còn thêm một con thì các bạn sẽ buộc ở ngoài ba lô cho nó mới ok nha các bạn. Nó đỡ vướng víu nha. Thì mình sẽ tạm ngừng bây giờ thôi. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh nha. Ok. Thì để mua cánh này thì mình có để đường link trong phần mô tả video đó, có thể các bạn có thể bấm vô đó và mua nha. Ok.